Rồi hello nhá, xin chào bạn. Rồi, chào các bạn quay trở lại với kênh Sao Rẻ com. Hôm nay chuẩn bị gửi hàng đi chiếc kích 2000W này, gửi đi cho anh nào đây ta? Gửi đi cho anh Hồ Văn Đường ở Kiên Giang nhá. Kích 2000W. Đây cho bạn xem bản 2000W. Hàng này đang rất là khủng hiện nay, mà trong mùa mất điện thì hình như là ai cũng phải sử dụng đến luôn. Cực kỳ khủng luôn bạn ạ. 2000W, hàng này của Suder. Đấy. Chạy nồi cơm điện, máy khoan rồi tủ lạnh các kiểu luôn. Kích 2000W gửi về cho anh Hồ Văn Đường ở Kiên Giang. Thì hôm nay mình sẽ có một bài test cho các bạn xem cái kích này chạy đến cái gì và các bạn có nên nâng cấp cái kích này không. Đấy. Kích này là sử dụng từ bình ắc quy 12V nhá. Chuyển ra điện 220 để sử dụng các thiết bị điện trong nhà. Đây cho bạn xem. Từ bình ắc quy vào kích chạy quạt, đèn tivi, máy xay rồi nồi cơm, quạt, đèn, máy tính. Bộ này còn cho phép là dùng hệ thống điện mặt trời nữa. Pin mặt trời này, vào ắc quy này, ắc quy ra kích này chạy hoặc tuabin gió chạy được hết luôn này. Rất nhiều tính năng luôn. Đấy, cách sử dụng đây siêu đơn giản luôn này. Minh họa hết luôn. Đây là bản nâng cấp đặc biệt nhá. Có chống cắm ắc quy luôn. Cực kỳ hiện đại các bạn ạ. Giờ mình sẽ cho bạn xem qua về ngoại thất trước nhá. Đây là sản phẩm chuẩn bị gửi về cho anh Hồ Văn Đường ở Kiên Giang anh xem. Kích 2000W. Bản này nhìn chỉ có phê thôi các bạn ạ, đẹp mê hồn. To, nặng, nhiều chức năng. Hàng chính hãng, hỗ trợ support sửa chữa tối đa luôn. Mặt trước có một công tắc này, một đèn xanh này, báo hoạt động này, đèn đỏ báo lỗi này, hai nguồn ra này, cộng một dây tiếp đất mát này. Đấy. Phía sau là hai cổng để cắm vào bình ắc quy chính là cái này, cộng với một quạt ở đây, tản nhiệt. Quạt này là khi nó nóng nó mới chạy nhá. Bây giờ mình sẽ kẹp ắc quy để cho bạn xem nó chạy như thế nào và những tính năng gì cái thiết bị này nó có trong tay. Đây là bản kích 2000W bạn nhé. Có chức năng chống ống cắm ắc quy này. Chạy khoan, chạy máy cắt, máy mài bê tông. Chạy các kiểu là điểu luôn. Bộ này gửi về cho anh Hồ Văn Đường ở Kiên Giang. Đấy thì mình sẽ cho các bạn test đấy. Mình đã nói qua về phần ngoại thất, bây giờ đến phần là test thử máy luôn. Cho bạn xem là nó chạy như thế nào. Đây, đầu tiên mình sẽ cho các bạn trên cái cưa lọng trước nhé. Bởi vì nhiều bạn thích thử cái này luôn. Đây là cái cưa lọng mình hay dùng để quay video này. 450W. Và là cái này máy mình hay dùng luôn. Thì cho bạn dễ hình dung. Đấy. Thiết bị có chạy được hay không là biết luôn, chứ không phải như nhiều bạn nói là khi mà bật lên là phải thử để xem là nó có cắt được không. Và nhiều ông mẹ ông không hiểu ông nghĩ cái gì ông nói thế các bạn ạ. Nên còn thử xem nó cắt được không ấy. Nó như kiểu lên cái xe máy ấy, đề nổ máy rồi đi thử nó còn phải chở thêm 4-5 ông xem có đi được không. Thế mới khoai các bạn ạ. Đây mình sẽ test cho bạn xem ở trên cái máy này nhá. Đây. Makita nhá. Dòng này dòng máy cao cấp của Makita rồi, dùng kiểu phê lòi rồi. Đấy, cho bạn xem là máy cưa lọng của Makita chạy ngon luôn nhá. 450W chạy. Cho những bạn nào mà xem là nó máy chạy được không thì có thể yên tâm luôn về tốc độ chạy hay dùng sử dụng như nào luôn. Đây máy cưa lọng này, cho sang bên này. Đây mình sẽ thử tiếp theo là cái máy mà cao hơn là dòng này. Đây dòng này trâu bò lắm. 710W nhá. Dòng máy cắt cầm tay. Dòng này mà đi lắp vào xe máy mà cưa cắt cổng thôi rồi kinh khủng luôn bạn ạ. Khóa khiếc mà gặp bộ này thì thôi to đầu bạn ạ. Chỉ finish trong vòng 10 giây bạn ạ. Là các loại khóa mẹ bung hết, không chịu nổi. Đây. Xem nào. Với tốc độ mà chạy nhà thì hầu như là các loại khóa mà không thể chịu nổi trong 10 giây các bạn ạ. Khóa cửa, khóa cổng hay là khóa xe máy hay là khóa càng thì cũng chỉ 10 giây là bốc hơi hết các bạn ạ. Với tốc độ mà nó lao vào thế này mà 10 giây thì thôi rồi. Đấy, lắp vào xe cực kỳ nhanh và nguy hiểm bạn nhé. Đây là 710. Còn nếu mà các máy 300 thì chạy thôi tị tã luôn. Đấy, hôm trước có một anh ấy hỏi là cái này có chạy được máy cắt, máy mài không này, cưa lọng này. Bây giờ cho bạn xem một cái mà công suất nó cũng vừa phải, tức là trong cái tầm 2000 các bạn sẽ hay dùng này. Chính cái chạy khoan bê tông này. Test cho xem luôn. Nếu anh thích thêm những cái đồ test này xem nó chạy được không thì mình test luôn. Đây toàn máy ở nhà cơ khí dùng. Đây. Cho bạn xem quả khoan bê tông luôn. Khoan này to.
Con này mà nhìn cái độ bẩn của nó thì các bạn biết là mình dùng rất là lâu rồi. Ôi trời chết rồi. Con này không chạy được khoan bê tông các bạn. Với cái tốc độ lao nhày mà đấm này thì chắc là không ăn không máy nào chịu nổi bạn ạ. Con khoan bê tông này là 800W nhá. Cho bạn xem luôn này. 800 nó mờ quá rồi. Bởi vì máy này mình mua lâu rồi, mua gần 15 rồi. Từ 212 mình mua cái máy này bây giờ 19 7 năm rồi. 6 7 năm rồi. Đấy các bạn cho bạn xem. 1000W nữa à 800. Chạy phê lòi luôn. Là những dòng máy cơ bản để cho bạn xem là nó có chạy được trên kick 2000 không. Một phần là test cho anh Hồ Đường, anh ấy ở Kiên Giang ấy xem cái máy của anh ấy trước khi gửi về cho anh ấy. Để cho bạn xem về cái dòng máy chạy các đồ luôn, phê lòi. Còn bây giờ thử cơ bản nhất nhá, mà cho bạn xem về cái kick này chạy thì mình sẽ thử ở trên cái cơ bản nhất mà khi mất điện ta hay dùng chính là cái này này. Đây, chạy quạt mới chạy bóng đèn. Là cái ai cũng phải dùng. Đấy, khi mất điện là sẽ nhiều người dùng nhất. Mà nó thực tế luôn, mà nó cần thiết luôn. Là xem nó chạy được không và chạy có tốt không nhé. Bây giờ mình sẽ cho bạn là thử ở trên bóng đèn nhá. Bóng đèn thì cái này đơn giản lắm rồi. Cắm là chạy thôi, bởi vì thật ra bóng đèn nó chỉ tầm khoảng 20W thì lắp vào là chạy thôi. Bởi vì tầm như cái máy cắt 750 đến máy khoan bê tông 800 nó còn chạy thì cái bóng đèn tầm khoảng 20W thì không xi nhê các bạn ạ, chạy quá bình thường. Quạt nó có 60W thôi. Lắp vô là chạy hết. Chạy tốt luôn. Tại vì mình sẽ thử cho bạn ở trên cái quạt nhé. Bởi vì bóng đèn thử rồi. Thử quạt, tức là mình test một phần là test cho anh Hồ Đường, anh ý xem cái kích của anh ấy đang chạy hoạt động như thế nào luôn trước khi gửi về. Đây là một thứ hai để cho các bạn xem là nó có chạy không. Đây. Đây mình đang cắm thử là chạy trên chiếc quạt Senco bạn nhá. Senco này. Senco này. Dòng này chạy phê lòi luôn. Bộ này chạy quạt hoặc chạy bóng đèn thì đúng là tuyệt vời luôn bạn, bởi vì chạy ở trên cái máy cưa lọng nhá. Máy mài cầm tay nhá. Khoan bê tông nhá, còn chạy nhá thì tầm cái quạt này chạy không xi nhê luôn mà chạy cực êm luôn các bạn nhá. Còn nếu như các bạn lắp vào quạt mà chạy không êm thì là quạt này các bạn bị cuốn thiếu vòng dây nhá. Một số bạn mua quạt là bị các một số đơn vị là họ bán là thường quạt bị cuốn thiếu vòng dây. Cuốn thiếu vòng dây thì chạy nó kêu to lắm các bạn ạ. Quạt chất lượng nó không được tốt lắm. Nên khi mua các bạn phải chú ý nhá, là quạt phải chọn loại cuốn đủ vòng dây, chạy nó mới bền và cái quạt nó dùng dây đồng ấy, chạy nó mới bền. Đấy cho bạn xem luôn, kích 2000 chạy mê. Chạy rất là tốt luôn, chất lượng thì đúng là phê lòi luôn. Test thử hàng thì gửi đi cho anh Hồ Đường ở Kiên Giang. Các bạn xem luôn. Rồi các bạn theo dõi clip mình hôm nay nha. Chúc bạn tìm được chiếc kích ưng ý nhá. Test hàng trước khi review luôn. Các bạn muốn chạy lâu thì lắp cho mình cái bình to nha. Bình tầm 100-200. Bình này bình test máy thôi thì chạy nó không được lâu. Bởi vì chạy quạt hoặc chạy đèn TV mà muốn chạy lâu cả ngày thì phải dùng bình tầm 200 thì mới chạy được cả ngày các bạn ạ. Rồi các bạn theo dõi clip mình nha. Bye bye.